Em Lu Bonsai xin kính chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn. Tiếp theo cái chuyên mục về cái cây hồng cẩm thạch Tứ Xuyên. Và hôm nay thì em sẽ chia sẻ về với các bác cụ thể về cái nét đẹp tổng thể của cái cây hồng cẩm thạch và cái xu thế của cây bonsai trong cái thời đại ngày nay. Nói về cái nét đẹp tổng thể của cây hồng cẩm thạch, đó thì em sẽ phân tích với các bác trên bốn cái khía cạnh, đó là từ cái quả, cái thân, cái lá cành và cái bệ rễ. Đó thì với cây hồng cẩm thạch thì đương nhiên là cái vẻ đẹp nổi bật nhất đó, và cái vẻ đẹp mà tạo ra cái ấn tượng mạnh nhất thì đó chính là cái quả của nó. Cái cây hồng cẩm thạch thì nó là một cái cây thuộc họ hồng mà nó cho quả, và cái đặc biệt là cái cuống nó rất là dài, và nó tạo ra một cái quả hồng căng tràn, đó treo lúc lẻo ở dưới cái cành cây, và khi chín thì chuyển sang màu hồng, màu cam hoặc màu đỏ huyết kê, thì nó tạo ra như những cái chuỗi ngọc, nó với một cái quả mà chín đỏ hoặc là vàng hoặc cam căng mọng tròn treo xuống, thì thật sự là nó tạo ra một cái cảm xúc cho người xem rất là đẹp và nó rất là thu hút. Thì đó là cái vẻ đẹp mà tạo ra cái sự nổi trội nhất và cái ấn tượng nhất của cái cây hồng cẩm thạch Tứ Xuyên. Cái thứ hai là về cái thân, thì cây hồng cẩm thạch Tứ Xuyên này thì hiện tại thì cũng đã bắt đầu có cái sự nhân giống, thì nó những cái cây non thì thực ra là em cũng chưa có tìm hiểu về nó nhiều. Tuy nhiên đối với những cái cây mà khai thác vôi, ở những cây già thì nó cho một cái nước da đen nhánh. Khi tưới nước vào thì với cái lượng carbon và cái lượng dầu của cây thì nó tiết ra, nó tạo ra một cái lớp da rất là đen, rất là bóng, nhìn rất là đẹp. Và nếu mà các bác cắt ra thì các bác sẽ thấy là lõi của nó màu vàng. Thì nó tạo ra một cái hình thái, cái sự già, cái màu sắc của cái da thân nó rất là đẹp. Về cái lá cành thì cây hồng cẩm thạch Tứ Xuyên nó lại cho một cái bản lá nó khá là vừa phải. Một cái lá nó tương đối vừa phải để chơi một cái cây bonsai. Có thể là nếu cái cây mà các bác trồng già các bác thu lá thì lá nó có thể rất nhỏ, nó nhỏ như là cái lá nguyệt quế luôn ấy. Hoặc là có thể là nó to hơn một chút, dài một chút, tuy nhiên về cái lá cũng khá là nhỏ. Và cái lá này thì nó là thuộc cái dòng cây bán rụng lá, tức là đến cái mùa thu, cái mùa quả các bác, tức là mùa tháng 8 cho đến tháng riêng tháng 2 ấy, thì là cái lá của nó có thể là nó rụng bớt đi một nửa hoặc là 2/3 và nó vẫn còn một ít lá trên thân. Để treo cái phần quả xuống thì các bác sẽ nhìn thấy là nó vẫn có sự kết hợp hài hòa giữa cái màu xanh của lá nó và cái màu vàng, màu đỏ của quả treo dài xuống như chuỗi ngọc, nó rất là đẹp. Và cái thứ ba đó là cái bệ rễ. Thì với cây hồng cẩm thạch này thì tạo ra một cái bộ rễ dương nó cũng rất là dễ. Cây nó khá là thích hợp để mà nó đưa những cái phần mà rễ dương, vì là cây là cái dòng này thì nó gọi là hồng đá, có thể nó mọc trên những vách đá, trên những cái đồi núi khô cằn. Phần rễ dương của nó, cây nó cái sự sức sống, cái sự sinh trưởng của nó rất là bền bỉ. Nên cái phần mà rễ bệ là hoàn toàn có thể là ăn nổi lên trên. Các bác có thể làm ra được những cái bộ bệ rễ rất là đẹp luôn. Và có một cái khía cạnh nữa cho cái dòng hồng cẩm thạch này thì cái hoa, hoa của cây hồng cẩm thạch thì là nó màu trắng ngọc. Và khi nó ra hoa nó treo xuống như những cái chuông, cũng rất là đẹp, đặc biệt là tầm tháng 2 khi mà cây nó vẫn còn có những cái quả mà nó màu đỏ, tức là quả chín, và cây nó cũng bắt đầu là nó ra hoa luôn, thì nó cái sự kết hợp giữa hoa, quả và lá thì nó tạo ra một cái thời điểm để mà mình chiêm ngưỡng cái cây hồng cẩm thạch cũng rất là đẹp luôn. Đó là một số cái khía cạnh, và nó tạo ra một cái cây hồng cẩm thạch, một cái cây để chơi bonsai nó khá là toàn diện, nó có quả, có hoa thơm, hoa nó thơm như hoa lan các bác ạ, nó cái phần thân da rất là đẹp, bệ rễ, lá nhỏ thì khá là tổng thể, khá là toàn diện cho một cái cây chơi bonsai. Và đó là cái lý do mà tại sao mà anh em nhận định rằng là cái cây hồng cẩm thạch này nó sẽ là một cái xu thế về bonsai trong những cái năm tới. Đó thì cái vấn đề thứ hai muốn chia sẻ các bác là trong cái video này, đó là cái xu thế chơi cây bonsai. Đó thì cái cây bonsai với cái xu thế ngày nay thì cũng kế thừa từ cái cách chơi cây của cụ mình ngày xưa.
Đối với người Việt mình ngày xưa thì là chơi cây thế, chứ nó không không có khái niệm bonsai. Nó bonsai thì nó là cái khái niệm nó gọi là cây trồng trong chậu. Và cái cụ như mình ngày xưa thì chơi cây thế, như là các cụ mình chơi 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 bộ bộ tứ linh chẳng hạn, đó là xanh si đa đề. Chơi bộ tứ quý, đó là tùng trúc cúc mai, xuân tùng hạ trúc thu cúc và mai đông. Thì đó là cách chơi theo bộ. Hoặc là tam hữu, túy hàn tam hữu, đó là tùng trúc mai. Hoặc là tam đa, đó là sung, đó là lộc vừng, đó là vạn túy. Thì đó là cái cách chơi của cụ mình, chơi theo bộ hoặc là chơi theo thế cây. Ví như là các cái thế long, các cái thế tam đa, đó là đa phúc đa tài, ngũ phúc và thất hiền. Tuy nhiên với cái thời buổi cái thời hiện nay, tức là cái cách chơi của bây giờ thì là gần như là nó cái sự dung hòa, có cái sự kế thừa cái cách chơi cũ và cái sự dung hòa với cách chơi bonsai, thì nó tạo ra một cái trường phái, đó là chơi cây bonsai. Hay nói nôm na gọi là đưa cái cây cái dáng thế mà nó mô phỏng ở ngoài tự nhiên, nó vào trong một cái chậu sứ hoặc cái chậu nhỏ của mình. Thì đó gọi là bonsai. Và cái bonsai này thì với cái cách chơi bây giờ thì sẽ ưu tiên vào những cái cây mà nó có hoa có quả, thì sẽ được ưa chuộng. Bởi vì khi chơi những cây có hoa có quả thì các bác sẽ ngoài cái quá trình là mình chơi cái thế dáng, chơi cái ý nghĩa trong cái việc là tạo ra các thế dáng của cây, chăm sóc, ngắm cành lá. Thì nó có một cái cảm xúc, đó là chờ đợi cây nó ra hoa, chờ đợi cây nó kết trái đó, và chờ đợi một cái thời điểm mà nó cho một cái cây, một cái tác phẩm nó đẹp nhất. Thì nó luôn luôn tạo ra một cái cảm xúc nó rất là thích. Thì có lẽ là các bác nào mà yêu cây chơi cây thì cũng sẽ hiểu. Thì chính vì vậy thì với cái xu thế chơi bonsai của ngày nay thì chắc chắn là những cái cây mà bonsai hoa, bonsai quả, và đặc biệt với những cây mà nó có cả hoa cả quả cả tổng thể cả thân cành lá, thì chắc chắn sẽ là một cái cây mà sẽ tạo ra được một cái thị trường, tạo ra một cái thị hiếu mà thu hút cái người chơi rất là nhiều. Và đó là cái lý do mà tại sao cây hồng cẩm thạch cũng sẽ là một cây cực kỳ tiềm năng, rất rất tiềm năng trong cái thế giới bonsai, trong những người chơi cây yêu cây. Vì một cái cây mà nó có cả cái sự vẻ đẹp nó khá là toàn diện, từ cái bản cái quả nó, cái hoa, cho đến là cái thân bẹ rễ, cho đến cái cành cái tán, thì đều rất là ok luôn. Thì tất cả là những cái nội dung của em trong cái video này muốn chia sẻ với các bác. Như vậy rất là mong các bác qua cái video của em thì có thể là ủng hộ em bằng những cái nút là đăng ký kênh, like hoặc share. Em xin được trân trọng kính chào và hẹn các bác ở trong cái video tiếp theo.